私たち日本無線株式会社は航空の安全と発展のために様々なソリューションをご提供しております。無線装置、レーダー、マルチラテレーション、航空管制シミュレーター、これらの製品を通して空の安全に貢献できるよう努力してまいります。現在、世界の空港面の監視システムにはレーダーが使用されています。ですが、既存のレーダーシステムにはいくつかの問題点がありました。それを解決するために新しい空港面監視システムの一部として導入が進められているものがマルチラテレーションシステムです。マルチラテレーションシステムは地上に配置した複数の受信局によって構成されます。航空機から送信される信号を地上の3局以上の受信局で受信し、その受信時刻差を利用することで航空機の位置を算出し画面上に表示します。マルチラテレーションシステムでは、これまでの問題点であった地形により認識できないエリア、天候による精度の低下、航空機の識別情報が得られない等の問題点を解決します。また航空機側の装備は従来のものを使用できるため導入コストも低減でき、現在求められている高度な空港監視に対応できる手段と言えるでしょう。光接続型マルチラテレーションシステム JAARO。 私たち日本無線株式会社はマルチラテレーションシステムを改良しました。受信ステーションを光接続とすることで、受信信号を屋内に直接伝送することができるようになりました。その結果、従来屋外に設置していた信号処理機能を屋内に集約することができます。既存のシステムでは、建物や障害物の影響を回避するために多数の受信ステーションを設置する必要がありましたが、 JAARO ではより少ない設備でより高い精度の位置計算が可能です。これらの改良により、導入コストおよびライフサイクルコストの大幅な低減を実現しました。また国際的なインターフェースに準拠していますので、既存のシステムにも容易に組み込むことが可能です。日本無線のマルチラテーションシステムはベトナムのフーコック国際空港に導入し活用されております。実際のフーコック国際空港での測位精度は誤差3メートル以内であり、国際規格である ED117A に比べてはるかに高い測位精度で現在運用中です。またフーコック島は観光開発が進んでおり、今後離発着数の増加が見込まれるため、今までの目視での管制に加え、マルチラテーションシステムによる管制が非常に有効と言えるでしょう。マルチラテーションを使用する職員の方へ導入メリットをお聞きしました。Xin anh cho biết tên và công việc hiện tại anh đang phụ trách ạ. Tôi tên là Lộc, hiện tại công việc tôi đang phụ trách là kiểm soát viên không lưu điều hành bay tại sân bay Phú Quốc. Trước đây việc quan sát trên sân bay tại sân bay quốc tế Phú Quốc được thực hiện như thế nào ạ? Trước đây việc quan sát của chúng tôi chủ yếu là bằng mắt và bằng ống dòm là chính. Khi quan sát bằng ống nhòm thì anh đã từng gặp phải những vấn đề gì ạ? Khi quan sát bằng ống nhòm, chúng tôi bị hạn chế vào những lúc ban đêm và những lúc trời mưa, vì lúc đấy là tầm nhìn giảm rất là thấp. Sau một thời gian sử dụng, anh đánh giá thế nào về hệ thống MLAT của Japan Radio ạ? Sau một thời gian sử dụng, tôi thấy là hệ thống MLAT báo cáo vị trí của tàu bay rất tốt trên màn hình hiển thị của MLAT, và hỗ trợ chúng tôi có thể là ban đêm ở những vị trí mà khuất tầm nhìn, chúng tôi có thể thấy tốt tàu bay. Xin anh giới thiệu tên và chức vụ của mình ạ. Tôi tên là Nguyễn Xuân Thần, Phó trưởng đài kiểm soát không lưu công ty quản lý bay miền Nam. Xin anh cho biết tần suất bay hiện tại của sân bay quốc tế Phú Quốc ạ. Tần suất bay hiện tại của sân bay Phú Quốc là khoảng 60 lần các hạ cánh trên một ngày. Hiện tại sân bay quốc tế Phú Quốc đang được mở rộng. Sau khi tình hình COVID-19 được kiểm soát thì theo anh tần suất bay sẽ thay đổi như thế nào ạ? Theo tôi thì sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát thì khả năng là tần suất bay sẽ trở lại và tăng rất cao trong thời gian sắp tới.
với lượng chuyến bay hứa hẹn sẽ tăng trong thời gian sắp tới, anh có kỳ vọng gì đối với hệ thống MLAB đã được đưa vào sử dụng tại sân bay quốc tế Phú Quốc ạ? Chúng tôi kỳ vọng rất là nhiều vào hệ thống MLAB. Các chức năng hệ thống MLAB giúp cho kiểm soát quyền không lưu, giám sát tàu bay các hạ cánh, giúp cho công tác điều hành bay được an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, xin cảm ơn anh ạ. Xin cảm ơn chị. さらなる安全かつ効率を求め、現在も進歩し続ける航空 J エアロは、明日のシステムを支えるセンサー機能も提供します。リモートタワー、交通量の少ない空港に遠隔地から管制業務を提供するシステムです。先進型地上走行誘導管制システム、地上走行の安全と効率を向上させるための次世代システムです。将来的には本システムを利用することで AI による空港内での航空機の移動ルート設定、移動ルートに合わせた灯火の自動点灯、コクピット画面での地上走行経路ナビを表示等のシステムへの応用が可能です。私たち日本無線株式会社はこの光接続型マルチラテレーションシステムで世界中の航空の安全と発展に寄与してまいります。